Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang tiến hành làm một chiếc xe Jeep của Piaggio. Thưa quý vị và các bạn, và sau đây tôi sẽ tiến hành làm tiết kiệm xăng cho chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi đã vệ sinh sạch cái chế như thế này, thì sau đây tôi sẽ can thiệp vào các cái đường gió để tôi làm tiết kiệm xăng cho chiếc xe này. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi đo các cái mực, các cái lỗ xăng, lỗ gió. Thưa quý vị các bạn, đây là cái cách mà để tôi đo nó vào, xem là nó đang ở cái lỗ đó là bao nhiêu, đường kính của nó là phi bao nhiêu, để tôi bắt đầu tôi can thiệp vào, tôi làm tiết kiệm xăng cho chiếc xe Jeep. Thưa quý vị và các bạn, thì đối với chiếc xe Vespa này thì nó có cái bơm gia tốc. Thưa quý vị và các bạn, đây cái cò của cái bơm gia tốc đây. Đây nó hoạt động này. Thưa quý vị các bạn, đây là cái bơm gia tốc đấy, xăng đấy nó phun xăng như thế này, nó sẽ đi qua cái lỗ này và nó đi vào trong phía sau, phía trước của họng khuếch tán. Đây là cái đường phun của bơm gia tốc đây. Thưa quý vị các bạn, đây xăng này sẽ phun lên. Đây là cái đường gió phụ của nó. Thưa quý vị và các bạn, đây. Đấy. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy kim nhông này. Đấy. Và thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi đã làm xong thì bây giờ tôi đã lắp lại chế hòa khí và tôi bắt đầu lắp vào trong xe để tôi nổ thử lên. Thưa quý vị và các bạn, và thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi lắp được chiếc chế hòa khí thì tôi đã khởi động xe, và sau một quá trình hoạt động thì chiếc le điện nó đã đóng. Hiện tại nó là 1360 vòng phút. Thưa quý vị và các bạn, thì tiếng máy nó đã nổ nhẹ hơn và êm hơn rồi. Sau đây tôi sẽ thay thế một cái buji mới để tôi chạy thử xem là cái màu sắc nó như thế nào, tôi chạy một quãng đường xem như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, và thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi thay một chiếc buji mới thì tôi chạy thử một quãng đường về rồi, sau đây tôi sẽ tháo chiếc buji tôi thay ra để tôi xem là màu sắc nó như thế nào. Thì đây là chiếc buji mà trước khi tôi làm tiết kiệm xăng. Thưa quý vị và các bạn,
Đây là màu sắc của chiếc buji trước khi tôi làm tiếp kiểm xăng. Và sau đây tôi sẽ tháo chiếc buji ra, thưa quý vị các bạn. Đấy, thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc buji mà sau khi tôi đã làm tiết kiệm xăng xong. Và đây là hai chiếc buji. Chiếc buji cũ của nó và chiếc buji mà tôi thay đây. Thưa quý vị các bạn, quý vị các bạn có thể nhìn thấy cái này nó hơi... Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc buji cũ mà tôi trên xe tôi thay. Và đây là chiếc buji mới. Đây, hai màu sắc nó đã khác nhau. Thưa quý vị các bạn, chiếc buji này nó mới vào, nó đã chuyển sang màu trắng à. Thưa quý vị các bạn, đây, có thể nhìn thấy rất là... Và tôi xin được tạm dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu làm tiết kiệm xăng thì vui lòng liên hệ số Zalo 0904 606 878 để được biết thêm chi tiết.